Bây giờ anh mới biết là bà đi theo anh. Anh vừa té xe là bay vô cản liền, cản bệnh liền. Mà đặt ra là mẹ về mới báo mày bị củ đồ trùng quýnh. Bả với anh nhện, dưới đụng bạch cũng tin nó quýnh một lần một, có củ nhau quýnh á. Không có bả là anh bỏ mạng rồi, mẹ không còn là thiên thủ nữa đâu. Bả có còn có 900 mấy cái tay à, gãy hết mấy cái rồi.